Chào tất cả anh em nha. Chúc tất cả anh em buổi sáng vui vẻ nha anh em. Thêm 4 em máy về nhà mới nha anh em. 4 em máy về nhà mới. Rồi em rửa mặt lông mình hai máy này nữa nè. Bốn em này về bến xe Tây Ninh nha nè. Rồi ok anh em nha. Chúc các bạn nào buổi sáng vui vẻ nha.